Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay bên Huấn Audio, mình giới thiệu một sơ đồ để đấu cho Noah Bow 301 CT4 mà do bên mình phát triển. Nếu như để đấu theo cái sơ đồ xịn thì một phải đấu nối tiếp một bên thì nó sẽ khó hiểu hơn. Cho còn lúc này mình phát triển theo cái dễ hơn và hiệu quả anh em, dễ mà hiệu quả để anh em mình có thể dùng đến nó. Nó thì tốn thêm có một con trở thôi nhưng nó hiệu quả hơn rất nhiều. Với đầu tiên anh em mình có thể quan sát đây là mình đang vẽ ở đây, thì đây là hai cực, một cực dương và một cực âm. Mình đấu gọi đây từ âm ni đấu vào cái hậu loa của nhà anh em. Thì bát đối với dòng này thì anh em thấy rồi, thì bao giờ đấu trực tiếp ở dương thế nên cực dương của bát, đúng không ạ? Âm thế ra cực âm của bát, bâu thì bao giờ cũng vậy rồi, là đấu trực tiếp. Còn tiếp tục sang bên này, có cái hướng bên này thì anh em mình thấy là mình để cho noa mít ở dưới và noa tép ở trên. Với bâu 301 CT4 thì sẽ có con tép nhỏ 6cm và con trung lớn hơn ở dưới là 8cm. Thì đây mình sẽ ký hiệu anh em mình đấu hai con, đầu tiên là một con tụ 3.3, rồi đấu nối tiếp lên con trở, rồi đấu vào cực dương của loa trung. Còn đường âm của loa trung anh em kéo về luôn ra chỗ điểm hậu loa. Đó, thế đây là sẽ là con sản phẩm bên mình sẽ cung cấp cho anh em mình khi mua này, 3.3 này. Và đây là trở sứ đây. Trở sứ để khi anh em mình đấu cho no mid này. Đó. Và khi lên đường tép ở đây thì đối với tép thì anh em mới đến rồi, nó sẽ yêu cầu một cái kỹ hơn về cái bảo vệ. Thì bên mình sẽ dùng đầu tiên là tụ, một con tụ ở đây là tụ 2.2 nhá, tụ 2.2 và nên bóng đèn. Thì đây tụ 2.2 đây. 2.2 đây anh em mình có thể mua theo hoặc là anh em có thể đặt bên mình khi mua theo bộ nhá. Bên mình thì những cái phân tần mình 301 CT4 hay 301 CT3, bên mình bán theo bộ chứ mình không bán một thứ linh kiện. Sau đó là bóng đèn đầu dẹt. Trên bóng đèn thì họ có một cái đầu dấu chấm đỏ, thì anh em mình đấu vào cái đường tụ nhá. Nó có dấu chấm đỏ thì anh em đấu vào tụ như này. Sau đó anh em câu lên cái đường dương của tép, còn cái đường âm nó sẽ nộn đại như này. Với cái sơ đồ này thì nhiều anh em có thắc mắc rằng liệu trở kháng nó có vượt ngưỡng của bát hay không. Thì đây anh em mình thấy là nó đều cản qua tụ cả. Thì cái trung và cái tép này là không có trở kháng, chỉ có bị trở kháng của bát thôi. Bát bâu ví dụ là 8 ohm thì vẫn đủ 8 ohm, không đổi một tí nào cả. Anh em mình xem sơ đồ ở đây, đã qua tụ rồi thì nó bỏ trở kháng. Thì cái sơ đồ này thì mình làm mình thấy là nó dễ nhất và anh em mình không bị khó hiểu cái đoạn đấu nối tiếp một vế của con theo xịn của bâu, mà linh kiện nó chỉ thêm có một con trở này thôi, không có gì cả, anh em thấy không? Rất đơn giản thôi. Đó anh em có thể chụp cái màn hình này lại nhá để mình làm theo, hoặc anh em có thể lưu video để mình khi cần đến. Với cái bộ phân tần của bâu như này, bên mình đang chào bán tất cả gồm có 8 món, 250.000 đồng bao ship luôn anh em, 250.000 đồng bao ship. Còn với bát bâu của Hồng Kông thôi thì bên mình đang bán là 800.000 đồng một đôi bao ship. Còn tép thì đang có tại tép rẻ là 130.000 một đôi cũng bao ship luôn. Còn nó chung nó mít thì sẽ có giá bán là 250.000 một đôi bao ship anh em nhé. Cái chung của Đài Loan đấy, của quên, thế của Hồng Kông đấy, Đó. Anh em thấy video chia sẻ hay, hãy cho xin một like, ấn đăng ký kênh ủng hộ bên Huấn Audio nhé. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.